Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Hôm nay Bảo Ngọc rất vui được gặp lại anh Cầm Nguyễn. Hiện tại bây giờ thì Bảo Ngọc biết là anh Cầm Nguyễn đang thì đi du ngoạn ở tại thành phố Đà Lạt. Thế và hôm nay thì anh Cầm Nguyễn có gọi điện cho Bảo Ngọc và nói là Bảo Ngọc ơi, anh có một vài câu chuyện liên quan đến một số người ở tại bên Mỹ. Họ có một số cái quan điểm mà anh muốn chia sẻ trên Việt TV. Thế thì Bảo Ngọc mới hẹn là buổi sáng thì là Bảo Ngọc hơi bận. Thì chờ đến chiều thì anh Cầm bảo là đúng rồi, chiều nay thì mới có thể nói chuyện được, vì anh Cầm phải bay từ thành phố Hồ Chí Minh vào Đà Lạt. Thế và rất là vui khi mà buổi chiều hôm nay khi mà Bảo Ngọc gọi điện một cái thì anh Cầm đã nhấc máy luôn. Dạ vâng, chào anh Cầm và xin anh có lời chào đến quý vị khán giả của Việt TV ạ. Lời đầu tiên xin chào khán giả của Việt TV và chào Bảo Ngọc. Thì hôm nay nó có nhiều cái lý do, thí dụ đặc biệt là mình có một thằng con trai ở bên Mỹ 20 mấy năm rồi, nó chưa về Việt Nam, cho nên về Việt Nam, nó mới về Việt Nam đi cách vài bữa, và mình dẫn nó đi du lịch sẵn đó, giới thiệu cho nó những cái khung cảnh đẹp của đất nước, bởi vì anh chàng này cũng thuộc lớn tuổi rồi, gần 30 rồi, nhưng mà anh không biết gì Việt Nam cả, thì sẵn đây thì mình dẫn anh đi du lịch và giới thiệu cho anh những khung cảnh đẹp của thơ mộng của vườn hoa Đà Lạt, nhất là ở Đà Lạt xứ sở hoa anh đào, đại khái là vậy. Thì trước khi đi nó chết rồi thôi, thời tiết họ báo là bên này là bão và nó đang kéo vào biển Đông Đà Lạt, là nó sẽ mưa tầm tả, và tất cả mọi người quen trên Đà Lạt này thì cảnh báo là bác lên không có vui đâu, bởi vì nó mưa nó bão. Nhưng thực chất đúng là trời đổ, hai cha con đắp máy bay lên đây thì đi một thành hai. Lần đầu tiên thì mình mới đặt vé trên online là Vietnam Airlines, nhưng mà hai cha con lại ra ngoài phi trường Tân Sơn Nhất ham vui uống cà phê rồi tán gẫu rồi các cái cho nó coi cảnh quan thứ. Cái lúc mà vào phòng vé nó trễ lại, mẹ nó hết 10 phút, là thế là coi như cái vé đó nó không được lùi bay nữa, là mình lại phải đi mua một cái vé mới. Có nghĩa là mình mua gấp, như vậy là mình mua gấp đôi người thường. Thay vì 9:55 là bay, mà mình 10:05 mình mới vào là trễ rồi, coi như cái vé đó quỷ. Mình mua một cái Pacific Airlines rồi xong lại mua 1.000 mấy, coi như 2.000 nữa, 2 triệu mấy nữa. Thì thôi cái chuyện không quan trọng, quan trọng ở chỗ là khi mình ra được Đà Lạt thì trời lại không có mưa bão gì cả, mà trời thì nó dịu chịu, nó mát, rất là dễ chịu, nó không có nắng luôn, trời hơi dịu dịu cho nên rất là thích. Cái điều đó là rất là lucky cho mình, và mấy đứa nhỏ, mấy đứa con mình cứ đúng khoái. Và thế thì mới vừa xuống thôi, mới vừa xuống xong mà để vô khách sạn nghỉ ngơi xong chút xíu đi liền, thì ra đầu tiên cho anh chiêm ngưỡng cái vườn hoa của Đà Lạt. Anh ngỡ ngàng và anh đi, anh là thanh niên đó nha, mà đi quá trời quá đất luôn, mà anh còn chắc lưỡi chắc đồ đẹp quá rồi, xong rồi cái kêu chắc đi không hết boy. Thế thôi thì thợ biêu hết, mà đi 2 tiếng đồng hồ mà đi không hết, đi một vòng đủ loại đủ trò. Thế thì không có riêng mình cha con mình đi, mà hầu như tất cả mọi người từ Bắc hay chí Nam người ta cũng đi tham quan, người ta vào trong cái vườn hoa rất là đông. Bà người nào người nấy là thi nha mà chụp ảnh, thi nha mà khoe sắc, và thi mấy cô, mấy em, mấy cháu rồi vậy. Thế là cảnh hoa, đào hoa, bất cứ loại hay gì họ cũng cười tư như toét, cười tư. Và thực sự là trên gương mặt của họ có một cái gì đó mình cảm thấy là mình không thể diễn tả được, nhưng mà nó hân hoan. Và bởi vì khi vào vườn hoa thì mình hiểu rằng trăm hoa đua nở sắc màu đầy vậy thì không có gì gọi là phiền toái ưu phiền đấy cả. Ở đây nó không có chuyện chính trị chính đen, mà tất cả mọi người đều vui vui theo cái mùa hoa của không mùa hoa trong cái là trong cái vườn này, là coi như là giống như cái vườn địa đàng, đủ loại hoa, cả hàng mấy trăm loại hoa đua nhau khoe sắc, từ hoa cúc, hoa mà nói chung là tất tần tật rồi, mà rất là đẹp, kể cả các loại hoa của châu Âu luôn. Ở vườn hoa Đà Lạt thì tất cả nói như vậy thì các người cũng hiểu rồi. Thì bất chợt sau khi mình về thì mở Facebook lên, sau khi đi tham quan cái vườn hoa rồi thì mình mở Facebook luôn, thì bên kia mà có một số diễn đàn của bên hải ngoại, mấy anh chàng kia cũng ngày nào cũng vậy, cũng kêu gào, cũng là gì đấu tranh hộ cho dân tôi hay cái gì đó. Anh mình nghe xin buồn cười. Ở đây mình nói cái điều nó có hai thái cực: một bên cái dân Việt Nam vui chơi giải trí và họ hào hứng,
gương mặt rạng người và họ hào hứng này gọi là selfie để chụp hình rồi nhờ người này chụp hình vợ chồng con cái đi ngắm hoa, thì ngược lại phía bên kia họ lại gào lên để kia tôi gặp gì gọi là đấu đấu tranh hộ cho dân tôi. Trời ơi, đấu tranh mà còn đấu tranh hộ nữa, mà không biết người đấu tranh hộ phải chi người ta nghèo khổ, người ta không có một chuyện gì mà gọi là bị áp bức, bị nô lệ, bị đày đọa, bị cái, mà còn ngược lại nó mình thấy một người ở cái chỗ là có hai thái cực một cách ngược ngạo, người là thái nó ngược đến 100% luôn. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là bên này thì riêng hai bố con thì mình không tính, nhưng mình nhìn qua nhìn lại thì các mấy mẹ mấy o mấy chị mấy cô các chú các bác này ào ào vào hoa Đà Lạt chụp hình đồ, trời ơi nó đông ơi là đông, rồi xong nó rất là đẹp, tất cả mọi người đều khi ai hứng cười vui, mình chẳng thấy bao giờ trên cái nét mặt họ lo âu hay là họ có một cái gì đó, họ là chán nản cuộc sống hay là họ có gì đó nó buồn cười ở chỗ đó. Thì mình tính về mình mở live rồi, nhưng mà thôi sẵn có Bảo Ngọc đây thì mình cũng mở live cho Bảo Ngọc biết là nó buồn cười ở cái chỗ là họ kêu gào và những cái chuyện họ kêu gào những chuyện mà không bao giờ có. Nó còn buồn cười đọc một cái tin tức trên Facebook, nó có một anh chàng nào nói là lương mà nhặt ve chai ở bên nước Mỹ 1.000 đô một ngày, trời ơi mình nghe nó mình quảng kinh luôn, mình nghe mình tá quả luôn lên. Có nghĩa là không có chuyện gì mà anh chàng đã biết tụi nó không được, cái là không có chuyện gì mà nó không được. 1.000 đô nhặt rác mà ở bên Mỹ 1.000 đô một ngày, cô nghĩ thì chuyện nó vô lý quá sức tưởng tượng, mà vậy mà nó có chuyện để nó nói, có nghĩa là không có thứ gì để từ cả. Bởi vậy mình mới nói cái điều này, nói gì thì nói dân ta biết hết rồi, không còn thì phải gì phải phải gọi là bây giờ mày nói, mình nói một cái người mình nói một cái gọn gẽ như vậy đó. Bây giờ nó kêu gạo 1.000 năm nữa người dân Việt Nam mình cũng tin bơ, tại bởi vì biết nó nói xạo từ lâu rồi chứ không mới đây, không phải mới đây, nó nhiều chuyện lắm, từ chuyện nhỏ đến cái chuyện lớn, từ chuyện quốc tế, từ chuyện trong nước, từ chuyện nước Mỹ, là không có thứ gì, không có thứ gì mà anh nói đúng cả, mà toàn nói trật không à. Nó khổ vậy. Rồi chuyện chiến tranh nói chung là tất tần tật, từ chuyện mà ăn cơm ăn nước từ xe, rồi trời ơi những cái chuyện buồn cười lắm kìa, bà toàn là cái dân mà hớt tóc nè, rồi cạo móng nè, rồi ăn tiền thất nghiệp nè, mà là ăn hoa phe nè, trời ơi xúng xính nhau ở trọ nè, không có đâu có người đứa để không có nhà ở nè, mà thi nhau lên mạng dạy như Việt Nam mới là ghê. Cái buồn cười anh nghe tính đó, tôi nghe anh tôi nghe bố nó buồn cười, anh nghe rất là buồn cười chuyện đó, anh thấy thiệt tình là phải là không không còn gì phải nói với mấy đám này nữa, đó là mà phải chi họ là những người lớn tuổi mà am hiểu về lịch sử, bạc đầu để sống hai ba chế độ đi đi đi, đi ăn đây, thì cái chuyện đó người ta nói mình còn cảm thấy là còn tin tưởng được. Bà toàn là cái dân gì đâu 30 40 tuổi không toàn, mà lúc mà lớn nước mà quân giải phóng vừa xong mà họ chưa ra đời, chưa ra đời buồn cười vậy đó. Nhưng mà nói chuyện đâu chứ trên trời vậy, nói chuyện toàn là tào lao không? Khổ ngày nào cũng rủa, ngày nào cũng đòi hỏi, ngày nào cũng được, mà trong khi đó nó buồn cười ở cái chỗ là ngay tại thời điểm này mình hôm trước mình cũng nói Bảo Ngọc kê rồi, ở Việt Nam là nói một cái vùng Đông Nam Á kể cả châu Âu, Việt Nam bây giờ đang sướng nhất là bởi vì nó không bị lệ thuộc vào vấn đề coi như là bảo giá nè, rồi để lạm phát nè đó, cho nên vì đó Việt Nam nó sướng nè, rồi xong rồi có khí đốt nè, mình cũng không bị nè, nói chung là nhà nước bình ổn nè, rồi xăng họ giảm giá liên tục, tới bây giờ bên nước ngoài bên Mỹ thì hiện giờ xăng tăng kỷ lục, bên Đức cũng cho cũng xăng tăng kỷ lục, bởi vì Nga nó đánh một cái đoạn gọi là nó không bơm khí ra vào cho nước châu cho các nước châu để sửa mùa đông nữa. Trong khi đó ở Việt Nam mà họ rõ ràng cứ bật lên là ga xài, bật lên là ga xài, điện xài thoải mái còn dư, còn bán ở bên qua Trung Quốc, bán qua Campuchia nữa. Đó nó có những cái mà ở nước ngoài không có, mà ngay tại thời điểm này người dân Việt Nam đang hưởng một cái sự sung sướng ngay bây giờ ở bên các nước châu Âu, bên Đức, bên nói chung là các bên Tiệm, là bên Ba Lan, nói chung là các nước châu Âu hiện giờ đang bữa củi để ngồi chụp vô để mùa đông sắp sửa tới để sửa, nên mình thấy mình buồn cười, và lúc nào nó cũng chê bai Việt Nam mà trên nó quá kiêu vậy, nó gồ ghề chứ, và lúc nào cũng cái miệng của nó cũng nói là Việt Nam tham nhũng trước kia cả, nhưng mà nó nhìn lại nó không có biết, nó rờ sờ gờ sờ sau gái nó, hay là mình bút lên biết bao nhiêu cái bài mà phản biện tôi đó rồi. Cái tiền mà để cứu trợ Covid cho
thiếu nhi hoặc là những con nít mà 200 mấy chục triệu đô la, nó cũng quặm luôn, nó ăn luôn, nói chung tật nhiều cái. Nhưng mà bố lên nó đâu có nghe, nó chỉ biết chửi thôi chứ không nghe gì cả. Thật ra nhiều khi mình cũng buồn cười đấy. Rồi vâng. thì bố rồi bố Bảo Ngọc có hỏi gì không? Có, vâng, à, anh ơi em bảo này, vừa rồi thì ở bên Mỹ rất là lùm xùm cái vụ mà ông Ngô Kỷ với cả ông Nguyễn Văn Đài ấy. Thì không biết là anh có nắm bắt được cái việc này không? Anh có thể chia sẻ cho khán giả của VietTV biết ạ? Mình thì nói chung là mình chỉ coi lại thôi, nhưng mà cô Kỷ thì biết quá lâu rồi, còn Nguyễn Đại thì mình cũng biết lâu rồi. Nhưng mà có điều mình không ngờ là hai tên gian tà này hợp mặt nhau diễn một cái màn hài kịch mình khỏi coi luôn. Thay vì mình coi hài kịch ở trên mấy cái diễn cái gì cái văn nghệ của Việt Nam mình đó, thì mình khỏi coi, mình coi hai cha là diễn hề có là chuyện hài thôi. Á, à, một anh chàng mà không biết xấu hổ gì cả, anh chàng Nguyễn Văn Đài đã bươn đã vậy, còn ông Ngô Kỷ thì cũng nóng tính, cũng ấy cũng không, nói chung là kẻ táp là người nữa cân, và hai anh trai này coi như là bất tài vô dụng, chẳng có làm được con bé gì cả, chỉ có cái lớn tiếng thôi. À, khổ vậy, có nghĩa là mình nhận định cái gì đâu, thì bởi vì những người này mình không đáng để mình bận tâm cho mình không mình nhận định. Nói như vậy một vòng bà Ngọc hiểu không, cứ nhìn người ta làm đi rồi xong mình mới hiểu được con người ta như thế nào. Mình nó đâu có xa lạ gì, gần nửa thế kỷ rồi, còn có mấy năm nữa gần nửa thế kỷ rồi. À, thế rồi có được chuyện gì xảy ra không, mà trong khi đất nước mình phải nói một cách khác, ngay tại thời điểm này Việt Nam mình đang tăng trưởng rất là cao, và các báo chí quốc tế, những người bình luận quốc tế vẫn coi trọng Việt Nam mình trên cái vấn đề về Liên Hiệp Quốc đó. Bây giờ Việt Nam hiện giờ là phó chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đâu có đơn giản hay đâu, nhưng mà cái nó cứ cãi trời cãi chày cãi cối đó, mấy cái loại này mình không có bận tâm. Nó thẳng là hai thằng này cá mẹ một lứa thôi, không có cái gì gọi là, nhiều khi nó nói chống cộng sản mà nó chẳng biết cộng sản rồi, nó thẳng là gì, nó không biết cộng sản là cái gì, mà nó cứ chống ngay chỉ cộng, nó làm cho một kiểu như là nó bị dị ứng đụng vô cái này sợ chứ, thằng đấy chứ nó không biết gì. Trong khi đó hôm trước cũng đã từng nói, từ bà bán cá, từ bà bán tôm, cơm lọc đề đường bằng, với nói chung tất tần tật ở Việt Nam mình đang sống một cách hạnh phúc, nó thẳng là vậy. Có tiền nhiều thì ăn nhiều, có tiền ít là ít, bởi vì cái trình độ dân trí, người nào trình độ dân trí cao làm ra tiền nhiều, người nào dân trí thấp thì làm được tiền ít, chẳng ai phàn rầy cả, chẳng ai bị bóc lột, mà cũng chẳng ai bị đánh đập, mà cũng chẳng ai bị giết người, cũng chẳng thì chẳng cũng chẳng ai xả súng, mà chuyện nó bình thường như vậy rồi mà ai cũng biết điều đó. Dạ vâng, thực ra thì có rất là nhiều người chia sẻ với cả Bảo Ngọc, nói là những Việt kiều mà quay trở về Việt Nam trong cái thời gian gần đây thì có anh Cầm Nguyễn là người mà trải nghiệm rất là nhiều, đi rất là nhiều nơi và sống một cái cuộc sống rất là bình dị. Thế thì em muốn là anh nói lên cái cảm nhận của anh khi mà cái anh về trở về Việt Nam sống cái thời gian vừa qua, nó có khác biệt gì nhiều so với cái thời gian mà anh sống ở tại Mỹ không ạ? Nó khác nhiều chứ em. Mình lớn tuổi, nói riêng cá nhân anh thôi, anh không đại diện cho ai cả, nhưng mà anh nói theo anh nói của anh thì những người lớn tuổi Việt Nam và những người mà không thích nghi được, không hòa hợp được với cái xã hội Mỹ. Bởi là anh ra anh qua Mỹ khá lâu nhưng anh không hòa hợp được, bởi vì thứ nhất là ngôn ngữ, cái thứ hai này là phong tục tập quán, cái thứ ba là ẩm thực, nó có nhiều cái vấn đề em hiểu. Rồi thứ tư nữa là kỳ thị, nói chung là tất tần tật, có nghĩa là mình không thể nào hòa nhập được. Mình nói cho bớt nôm la dễ hiểu là anh thì một người Việt Nam chân chất, ăn nói thì bộc mạc, đụng lâu nói đó, rồi ăn uống cũng bộc mạc, nhưng mấy cái chuyện của anh ở bên nước Mỹ không bao giờ có. Có nghĩa là như vậy, anh thích ăn con cá, anh thích ăn con vịt hay là con gà gì đó, anh ra ngoài chợ anh mua, anh về cứ nó vặt lông ra tươi thì là tươi, anh về anh ăn, anh muốn ăn siêu gì anh ăn, cái chuyện là chuyện. Còn ở bên Mỹ thì không được như vậy, anh ăn cái gì anh phải chợ anh cứ mua, anh mua thì hoàn toàn là đồ đông đá cả. Anh thì có cái tật anh thích ăn phở, thì nhưng mà phở ở Việt Nam một tô phở bình dân có 30-35 ngàn là ngon lắm rồi đó, trong khi đó một tô phở bình thường ăn không ra hồn ra giấy cả mà 10-10 mấy đô, ăn không có ra phở. Có nghĩa là mình phải nói một cái điều như vậy, bởi vì cái người nào biết nấu phở mà rất ngon á thì cũng không nấu ngon được, là bởi vì cái thịt nó là thịt đông, em hiểu không? Thịt bò không có tươi, thịt bò bữa đến tủ đông, rồi xương nấu cũng để tủ đông, tất tần tật đều cả luôn. Thì vì chỗ đó em biết nấu chẳng nữa, em nấu không ngon được, bởi cái nguồn thịt nó đã không ngon rồi đấy. Thì nói chung là nhiều cái vấn đề khác lắm, anh không hòa nhập được.
Thì những cái lúc anh về đây mấy tháng trời, anh rất là thích thú, anh cảm thấy hài lòng, nói chung là anh có hạnh phúc nữa. Đi đâu nó còn có thể giao tiếp nữa. Thí dụ như bây giờ ở trong Việt Nam là ngay tại thời điểm này anh đi ra đường anh gặp bạn bè, bạn bè nè, bọn trẻ nè, nếu biết anh trẻ gái bố bố hoặc là chú ăn ê đi uống cà phê này kia, nó có một cái gì đó mà mình không thể nào diễn tả được. Còn mình Mỹ thì chẳng bao giờ có cái chuyện đó, có nghĩa là hai nhà sát bên nhau, nó đi sát cách nào thì không đúng, nhưng khoảng trong nhà và nhà tôi sát bên có một cái sân ngõ giữa, mà ở 20 năm trời mà không biết ông đó tên gì, quá chịu không? Có nghĩa là ở đây nó có một cái gì, ở nước Mỹ nó có một cuộc sống khép kín đó, có nghĩa là mạnh ai thì nhà đấy ạ, chắc không có không 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 có nói chuyện với nhau, còn đụng mặt nhau thì được, hello goodbye đại khái, hello là good morning này cái đại khái thôi, chứ nói để mà nói theo kiểu như là cửa miệng thôi, chứ chẳng biết cái muốn gì, gặp nói là cái hello trước tính sao rồi xong rồi mình coi nó có những cái rất buồn cười, có nghĩa là nó giả tạo. Ồ, nó rõ là giả tạo lắm, đây là nói vậy thôi, suông miệng thôi chứ chẳng có mẹ gì cả. Nên vậy nó nhiều cái vấn đề lắm, rồi văn hóa nè, ngôn ngữ nè, ngôn ngữ mình đâu có thể gặp nó nói chuyện giống như kiểu như mình bạn thân mình nói chuyện nhậu nhẹt hoặc là chuyện đời chuyện xã hội, là mình đâu có nói chuyện được với nó, mình chỉ nói chuyện về sức khỏe, chuyện về xã hội sơ sơ hoặc đi đường công an việc làm thôi, chứ mình không có tâm sự, Mỹ là không có tâm sự với nó được. Thế rồi cái phong tục ăn uống cũng vậy nữa, thí dụ như hai đứa mà thích nhau lắm đấy nha, thích là dẫn vô ba đi, hai đứa đi uống rượu, uống ly, uống tao ly mày ly, nhưng ở Mỹ chẳng bao giờ có chuyện của ba tao bao mày hay là mày bao tao cả, tiền nào đấy trả ở đây khác gì, nó có những cái mà mình đồng ý là không không đụng chạm với tới mình, văn hóa mỗi nước mỗi nơi, nhưng mà mình cảm thấy là kỳ kỳ, cho hạn như tôi chẳng hạn như cái nhà cái cửa hàng của nhà mình ở bên của nhà anh ở bên Mỹ đó, là mà nhà hàng mà thì có hai người vợ chồng nha, vô ăn sao đồng vàng thì khi tính tiền hai người đi cùng tới và hai người đưa cùng đưa một cái thẻ, có nghĩa là gì, nó ăn tô phở hoặc nó kia ăn một cái dĩa cơm gì đó khay đó thì hai đứa đều trả tiền đi, đó là vợ chồng mà nó còn nói vậy thì tôi hỏi làm sao mà là chỉ có cái chuyện Việt Nam mà vợ mà dẫn vợ chồng dẫn vợ đi ăn có bắt mày phải trả mình mày tao trả mình tao à, có cái chuyện đó thấy chưa, nó kỳ cục lắm, nó khó hòa nhập lắm, nhưng mà với cái bọn trẻ thì nó lại hòa nhập, bọn mình sống thì cứ Mỹ nó từ nhỏ tới lớn, đám con anh từ nhỏ tới lớn, thì nó vì chỗ đó nên mình nói cá riêng cá nhân mình thôi, mấy người lớn tuổi như mình bong bung về quê hương không cần phải cần không cần phải khoe khoang, hít thở không khí quê hương, ăn uống những món đồ đạm bạc quê hương, rồi mắm tôm rồi cà pháo rồi canh chua cá lóc kho tộ rồi cá chiên chúng ta, những cái món ăn bình nhật rất ư là bình thường mà bên Mỹ không bao giờ có. Nó có chỗ đó nên ra mình khoái nhiều hơn vậy thôi, chứ mà như là em biết rồi, anh là chẳng có chính trị cho em không mẹ gì cả, nhưng mà khi càng về đây lâu rồi mình mới thấy cái cuộc sống người dân Việt Nam nó như thế nào, xã hội Việt Nam nó như thế nào, thật ra anh ghét những cái thằng nói xạo. Bây giờ nó vẫn nói, nó vẫn thì ngày nào nó cũng lên chửi á, ngày nào cũng lên nó chửi, chứ mà nó chửi toàn chuyện tào lao không à, chửi chuyện chuyện có mà đó, ví dụ như bây giờ ở quốc tế họ nói là Việt Nam mình đang tăng trưởng bao nhiêu phần trăm của cái GDP của quý này, nó cứ làm gì có làm gì cứ trời ơi thằng em nó bé nó gì cộng nó xạo, nói chung là cái gì nó cũng cho xạo hết trơn rồi, đồ khổ vậy nó chuyện phản đó, thì là khi mình nghe nó nói không mình chán chán không thèm, nhưng mà không thèm trả lời, bởi vì không lẽ gì mình đi ra ngoài gây với nó hoặc là mình dương chứng nào nó là cái gì mà mình đi làm gì đó, nếu mà nói như nó thì mình cũng giống như nó thôi, mình hạ thấp cái vị trí mình cũng giống như nó, để thấy anh tại nhiều cái anh chẳng có thể bàn cãi chứ, nhưng mà những cái clip của anh thí dụ như anh đi đâu anh live stream anh quay phim anh chứng thực gì đó, cái điều đó nói lên được rồi, không cần gì cũng giống như vậy rồi, nó có chửi người dân giới số nghèo hèn mặt rèm rồi kia, xã hội Việt Nam mình mà giới số đầy được, nhưng mà nó đâu có biết rằng coi vậy mà không phải vậy gia đình giới số ghê, gia đình giới số ghê lắm, mà về quê mà về nhà nó thôi không có nhà nào dưới mấy tỷ năm sáu tỷ, nó cái cổng cái cửa sắt của nó không mày mở không được, nó được mày không được quyền dám mở nữa, bà ban ngày nó đi bán giấy số, bởi vậy thành ra mình nói mà nó có sách bắt thì bắt có chứng đàng hoàng, nhưng mà nó vẫn chửi à. Có thằng kia nói ô má tụi tao là đấu tranh hộ cho những người dân mẹ tiên tri cha cái lão cầm già tối ngày cái đi rủ quay quay với cái cảnh ăn uống để nó chửi mình nó khổ không, mày nói mày nói.